told your friend you're not okay. Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn chế cái bộ phanh cơ cho cầu phanh cơ này. Đấy. Đây là chiếc cầu sử dụng hệ thống phanh tăng chống phanh cơ. Và mình sẽ không sử dụng cái thanh răng cứng để làm phanh cho chiếc cầu này, mà mình sẽ sử dụng cái dây mềm này để làm phanh mềm nhé. Đấy. Đây là dây phanh mềm này. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.
wake up. Today's gonna be a good day. 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 Và để thuận tiện cho việc làm phanh ở dưới gầm thì mình sẽ dựng xe lên này. Đấy. Để làm ở phía dưới cho nó dễ nhá. Đây chính là hai dây phanh ở hai bên này. Đấy, đây là dây một bên, dây bên trên này. Và kia là dây bên dưới này. I try to do this every day, call it replication. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Thêm một dây phanh nữa là tổng là hết ba cái dây phanh mềm này nhá. Tốn rất là nhiều ốc. Đây sẽ là hệ thống phanh này. Đấy. Đấy, dây phanh bắt đầu từ cầu sau tăng trống này, hai dây đấy, dẫn lên một dây kéo và đầu dây này sẽ đưa lên phần chân phanh nhá. Đây cái này mình sẽ nhét lên phía trên chân phanh này. Ok, như vậy là phía sau đã ok. Tiếp theo mình giới thiệu tới các bạn một cái cặp chân ga này. Chân ga này. Đấy, chân ga và chân phanh này. Máy xăng nhá, đây là một bộ liền nhau luôn này. Chân ga này. Đấy. Và chân phanh này. Rất là đẹp luôn. Một cặp luôn này các bạn, lắp vào là không phải chế cháo gì nữa nhá. Rồi mình sẽ lắp cái bộ này lên chiếc xe kia. Đấy, đặt vừa khít vị trí này luôn này. Và đây là chiếc xe của mình sau khi đã làm một loạt các thao tác như là lắp bình xăng này, dây dẫn xăng này, lọc xăng này,
lắp lọc gió này, bình ắc quy này, hệ thống điện đóm này, bô này. Đấy, và đây là bộ chân phanh, chân ga mình cũng đã lắp xong rồi. Thì cái phần dây phanh ở phía gầm xe, dưới xe đi lên ý, thì mình đưa nó lên đây này. Và đây này. Đấy. Thì mình sẽ làm nó như thế này. Đấy, khi mà đạp phanh, mình sẽ thử đạp luôn nhá. Đấy. Khi mà đạp phanh này thì cái cần này sẽ kéo lên. Đấy, nó sẽ rút phanh ở phía sau. Chân ga này. Đấy. Chân phanh này.